Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Thị Khánh Tường, chuyên khoa về tiêu hóa, gan mật. Những cái thói quen đúng khi chúng ta bị tiêu chảy đó là: thứ nhất là chúng ta phải nhận diện ra được cái triệu chứng nào là chúng ta cần phải đi khám bác sĩ. Ví dụ như nếu chúng ta có sốt, chúng ta đau bụng nhiều, chúng ta tiêu ra máu hoặc là cái phân đen, hoặc là chúng ta bị tiêu chảy kéo dài, ví dụ 5-7 ngày trở lên là chúng ta phải đi khám. Cái thói quen đúng thứ hai là chúng ta phải nhớ uống đủ nước, ăn uống vẫn phải đảm bảo ăn uống, chỉ cần tránh những cái thức ăn mà làm khó tiêu, ví dụ như dầu mỡ. Và cái đúng thứ ba là chúng ta có thể sử dụng một số cái thuốc mà nó không có gây hại mà nó có lợi, giúp chúng ta giảm bớt cái lượng nước trong phân. Ví dụ như là diosmetic là một cái loại đất sét tự nhiên mà giúp chúng ta là tăng hấp thu nước, tăng hấp thu những cái độc tố trong ruột, do đó làm chúng ta có thể bớt tiêu chảy và có thể là cái tiêu chảy nó mau khỏi hơn. Cái sai trong tiêu chảy đó là: thứ nhất, chúng ta sợ chúng ta tiêu chảy sẽ nặng hơn, do đó đặc biệt là trẻ con là chúng ta không có dám cho em ăn và bú, giảm nước và giảm ăn, đó là một cái nguy hiểm ảnh hưởng đến cái sức khỏe và cái khả năng phục hồi của bệnh. Cái sai thứ hai là chúng ta tự động mua những cái thuốc gọi là cầm tiêu chảy, đặc biệt là những cái thuốc viên, ví dụ như loperamide đối với trẻ con. Thì những trường hợp mà có sốt, có đi cầu phân máu hoặc phân đen thì chúng ta tuyệt đối không sử dụng những cái thuốc mà gọi là cầm tiêu chảy, vì như vậy nó sẽ làm cho những cái độc tố nó tồn tại trong ruột lâu hơn. Và cái sai thứ ba đó là chúng ta tự điều trị ở nhà trong những cái tình huống mà chúng ta cần phải đưa đến bệnh viện, ví dụ như những người lớn tuổi, những cái trẻ quá nhỏ mà bị kèm theo sốt, kèm theo như đã nói là đi cầu phân máu hoặc đi cầu phân đen, kế tiếp nữa là những đau bụng rất là nhiều hoặc là tiêu chảy kéo dài. Smetta là một cái tên thương mại thôi, còn nó thực chất nó là một cái đất sét tự nhiên, có tên của nó là diosmetic. Thì cái smetta này nó có một cái tác dụng đó là nó tăng hấp thu nước, thứ hai là nó tăng hấp thu độc tố của vi khuẩn, và thứ ba nó sẽ là phủ bám dính trên cái niêm mạc đường tiêu hóa, giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, do đó nó làm giảm triệu chứng tiêu chảy. Thứ hai nữa, nó có thể là làm cho cái thời gian tiêu chảy chúng ta cải thiện nhanh hơn. Cái smetta này có thể sử dụng cho trẻ con từ 2 tuổi trở lên và người lớn. Về cái liều lượng thì nó tùy thuộc vào cái mức độ tiêu chảy, chúng ta có thể sử dụng 1-2 gói một ngày nếu chúng ta đi cầu phân lỏng 3-4 lần, còn trường hợp mà chúng ta đi cầu nhiều lần mất nước nhiều thì chúng ta có thể sử dụng đến 4 gói một ngày. Và khi mà phân chúng ta nó khô rồi, tức là chúng ta đã bớt nhiều rồi, thì chúng ta nên giảm liều smetta và có thể ngưng. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe một số lời khuyên của chúng tôi liên quan đến vấn đề tiêu chảy.